cầm nương tỷ tỷ con thú này tên là song giáp thú đừng nhắc đến những từ liên quan đến rồng nếu không là sẽ bị chém đầu đấy ta nhớ rồi ta cũng sẽ nói với hồng lăng người bên cạnh muội là ai vậy tỷ tỷ đó là ca ca của muội ca ca gì sao thì chưa từng nghe nói muội đừng để bị người ta lừa tỷ cứ yên tâm muội và huynh ấy từng vào sinh ra tử muội biết sợ huynh ấy mà nói chuyện với cẩm nương một lúc lại giúp vương tú hoa xem nhà trong huyện trên đường về thôn nhà vừa xem có cái nào muội ưng ý không à huynh nói mấy căn nhà vừa rồi à đó là muội xem giúp cho nhà bác tú hoa vậy muội muốn kiểu nhà như nào yêu cầu của muội cũng không cao có một vườn hoa nhỏ là được làm ăn mệt mỏi trở về ngắm hoa cỏ tâm trạng sẽ tốt hơn một chút sao huynh đột nhiên hỏi vậy không có gì chỉ là thấy muội đang gấp rút tìm nhà Huynh quen biết một số người ở huyện, chắc họ biết vài chỗ. Không sao, không vội. Giải quyết xong chuyện vài mới rồi tính sau. Hai người tiếp tục đi về thôn. Hôm nay về sớm. Đi qua đường thôn gặp nhiều dân làng. Các người nhìn xem, trên xe bỏ nhà Kiều Kiều là ai kìa? Sao trông quen quen vậy ta? Chẳng phải là chàng trai trẻ cứu Lâm Kiều Kiều ở huyện hôm nọ sao? Dân làng nhìn thấy Diệp Lam, bắt đầu lo lắng cho Lâm Kiều Kiều. Kiều Kiều hôm nay về sớm vậy? bác cái, hôm nay trong huyện không có việc gì, nên cháu về sớm. khăn tay của bác kêu thế nào rồi? yên tâm, không có vấn đề gì. chúng ta đang đợi vải mới của cháu ở huyện đấy. vị công tử này là ca ca của cháu, sau này huynh ấy sẽ ở cùng cháu trong làng. sao được? cháu là con gái, ở cùng huynh ấy, hỏng danh tiếng thì sao? bác ca, huynh ấy là ca ca cháu chúng cháu là anh em có gì đâu hơn nữa nhà cháu còn có phòng khách mà huynh ấy ngủ ở phòng khách kiều kiều huynh ấy đâu phải ca ca ruột của cháu như vậy không ổn đâu bác cái chúng cháu đã kết nghĩa huynh muội từng vào sinh ra tử với nhau không khác gì ca ca ruột cả mọi người nghe thấy lời đều rất lo lắng nhìn cô tiểu kiều nghe bác khuyên một câu đàn ông có bản lĩnh sẽ không đến ở nhà con gái đâu. loại người này gọi là ở rẻ. bác gái, diệp lan chỉ ở nhà cháu một thời gian thôi. qua một thời gian huynh ấy sẽ đi. huynh ấy còn nhiều việc phải làm. không phải là người rảnh rỗi đâu. thôi được rồi, nhưng cháu đừng có ngốc. bác nói cho cháu biết, cháu không được đưa hết tiền bạc cho huynh ấy. trở về nhà, thấy diệp lan im lặng. dân làng đều là vì tốt cho muội. Không phải cố ý coi huynh là người xấu. Ta biết rồi, ta sẽ thay đổi suy nghĩ của họ. Ngày hôm sau, cháu ở chung nhà với người đó. Huynh ấy không làm gì cháu chứ? Bác yên tâm. Làm gì có chuyện đó. Chúng cháu mỗi người làm việc của mình. Ít khi nói chuyện với nhau. Vậy thì tốt, dù sao cháu cũng không được chịu thiệt. Bác Tú Hoa, hôm nay cháu đến tìm bác có việc. Hôm qua cháu nhìn thấy một căn nhà trong huyện rất phù hợp với gia đình bác thật sao giá cả thế nào hợp lý không bác yên tâm nhà cháu xem chắc chắn là trong phạm sáu bác có thể chấp nhận căn nhà đó là nhà ba gian vừa đủ cho gia đình bác ở cháu đã tính toán cho bác rồi vì sân sau rộng nên là tư trăm lượng bạc cháu đã tính toán cho ta rồi à ta chỉ việc hưởng thụ thôi thật ngại quá Vậy bây giờ chúng ta đến huyện mua nhà thôi Nhưng cháu phải về nói với Diệp ca ca một tiếng Hai người thật sự lúc nào cũng dính lấy nhau Xe bò nhanh chóng đến huyện Kiều Kiều ta muốn căn này Được, nếu bác đã quyết định rồi Thì chúng ta đi tìm ông chủ Sang tên ở nhà môn thôi Nhanh chóng ký hợp đồng Đến nhà môn sang tên, Kiều Kiều cảm ơn cháu Đến nhà ta ăn cơm chưa nhé Không được đâu bác Tú Hoa Hôm nay là ngày nghỉ của Tử Thụy Cháu phải đi đón đệ ấy ta có một người bạn được thăng trước. có một căn nhà trong huyện không muốn ở nữa muội có muốn đến xem không dù sao lâm tử thủy cũng tan học muộn trùng hợp vậy sao giúp bác tú hoa tìm nhà cũng xong rồi hôm nay muội cũng tìm được rồi hơn nữa còn vừa đúng với yêu cầu của muội thôi được rồi là ta dặn dò hắn để lại bán cho ta ban đầu hắn không định bán đâu nhưng dưới sự mưu lược của ta hắn đã đồng ý hư còn muốn nói dối lừa ta ta không thích nói dối cũng ghét bị lừa gạt sau này huynh đừng nói dối ta nữa cho dù là lời nói dối thiện ý ta cũng không thích được chứ Ta nhớ rồi Thế là Diệp Lan dẫn Lâm Kiều Kiều Đến chỗ căn nhà muốn bán Muội thấy căn nhà này thế nào Đương nhiên là rất tốt Hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của ta Thậm chí có thể nói là căn nhà lý tưởng của ta Nhưng căn nhà thế này giá cả chắc chắn không thấp Theo vốn liếng hiện tại của muội Chắc là đủ để mua căn nhà này rồi Thực sự là đủ rồi Cũng chỉ là trở về như trước đây thôi Hai người tìm được chủ nhà Căn nhà này của ta nếu không phải nề mặt Diệp Lan thì ta cũng sẽ không bán đâu, năm 2000 lượng, không thể ít hơn được. Vậy thì năm 2000 lượng, ta lập tức ký hợp đồng sang tên với cháu. Hai người rất nhanh đã ký xong hợp đồng, Lâm Kiều kiều vui vẻ nhìn trái nhìn phải trong căn nhà. Lúc này chủ nhà đang nói gì đó với Diệp Lan? Diệp công tử, nhà đã sang tên rồi. Ngài xem 1000 lượng còn lại có thể đưa cho ta được chưa? Được, nhưng ta không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài. Diệp công tử yên tâm, chuyện này ta tự nhiên là hiểu rõ. Lấy được tiền ta sẽ biến mất khỏi Nam Ninh huyện thành. Diệp Lan lấy ra một nghìn lượng đưa cho chủ nhà. Còn hắn cầm tiền liền trực tiếp rời đi. Lâm Kiều Kiều vẫn đang vui mừng vì mua được căn nhà với hai ngàn lượng bạc. Quay người vui vẻ nhưng lại không biết giá thực tế của căn nhà này là ba nghìn lượng bạc. Đến giờ ăn rồi, chúng ta nên đi ăn thôi. Bây giờ căn nhà là của muội rồi. Sau này muội muốn xem lúc nào thì xem. Không ai có thể ngăn cản muội. Sau này còn nhiều thời gian mà, ta còn lo muội xem chán đấy.